hai em Châu xin chào cô chú bác và anh em Héo. Thì bữa nay em có vài con xe quay alpha lốc đen, lốc trắng và xe 110 Thái. Thì trong nhà em cũng nhiều lắm, tại vì anh em khổ kêu quay vài chiếc. Bữa nay giờ tại cũng đang trời mưa cho nên em tranh thủ quay vài chiếc xe này thôi, chứ xe quay alpha lốc đen lốc trắng thì trong nhà em còn nhiều lắm. Anh em liên hệ số điện thoại này của em 097 4499 005. Số điện thoại này em có Zalo luôn ha. Thì nói chung quay lốc đen lốc trắng trong nhà em còn nhiều lắm, mấy cái xe chưa dọn không à, xe 13-14 triệu cũng có luôn. Đây con còn quay dữ quá ta, xe này em bán cô chú bác có 10 triệu rồi. Rồi con đĩa trước dữ dằn ha, ngay chính chủ luôn. Xe này có 10 triệu rồi, em mới mua. Rồi trở lại xe đi ha. Thì con xanh này là quay alpha, quay alpha dọn lên 110 đầu phiêu chờ. Đây con đỏ này là quay 100 áo 110 đầu nồi máy móc zin. Con này quay alpha, quay alpha ốp dọn mới, ốp dọn mới là giờ này quay alpha lên 110 dọn mới nha. Đây con quay alpha lốc đen, đây con quay alpha lốc đen, đây con quay pha lốc đen, đây con 110 Thái. Con 110 Thái này bận nếm đầy đủ ha, áo đẹp căm niềng dọn phun mới. Xe này em rẻ con chú bác là 26 triệu quá. Này là đầu tiên em vô cái con 110 Thái cho trước ha, áo mới đang keo luôn rồi 2000. Ngày mai em gắn ba ga vào bận nếm đầy đủ. Biển số nè 81930, xe này em nhớ tên ha. Xe này hồi bữa là nó cây bô lô và cái gác chân cũng lô luôn, em mới vô gác chân dài và cái con này là hết chiều gọi là 2 triệu mấy rồi em. Rồi xe này em để cô chú bác rồi, quay 110 Thái này em để em bán là giá là 26 triệu ha. Đây gọi chân mới nè, quay 110 Thái dọn phun mới sạch sẽ đó, 26 triệu. Biển số 70F1 81930. Nói chung dọn mới là anh em hiểu rồi ha, dọn mới á, dọn phun mới hết. Rồi con quay 110 Thái này là 26 triệu. Kế đây là con quay alpha lốc đen, quay pha lốc đen nè, áo em mới lọc keo ha, giá mới xanh luôn. Quay pha này là đậu lòng máy móc nguyên zin nha, vàng bạc này không có sơn nha, lốc bán hơi đen hơi xanh, đúng quay pha lốc đen luôn, bình xăng zin, vàng lốc không sơn, vàng bạc không sơn. Có cái bọi này nó lủng lủng này mà em sẽ thay một bọi khác. Xe này có biển số ra rồi hen em, xe này em muốn tên nha, quay pha lốc đen màu đỏ. Đó, cái bình hơi yếu em mới đạp máy nổ mà té bịch cái bô này đó, y như cái xe trò chơi em bé luôn á, không có nghe tiếng máy gì luôn, máy dữ dằn ha. Chủ đề Thái ha. Rồi xe này chả cốc cốc á, xe này em bao là chú bác là lòng máy nồi rin là rin 100% luôn,
Cái này em bao xe riêng. Nhìn cái xuồng nè, khỏi qua. Bình xăng này là không có sơn khớp, không sơn không khớp ha. Mới vậy á, sườn đẹp. Áo lọc keo. Máy là y như xe đạp điện luôn à. Ta nói xe này xe đạp điện, xe đạp sao mà nói vậy đó. Rồi em để xe này cho cô chú bác là giá 16 triệu 16 triệu. Em mới gỡ ra để em coi cái sườn với dây điện của cái pin luôn á. Đúng thực sự là xe pin. Mai cứ gắn cái cốp này lại. Rồi xe này em để cho cô chú bác giá 16 triệu. Quay pha lốp đen màu đỏ. Rồi kế đây là cũng con quay pha lốp đen luôn. Quay pha lốp đen này cái xe này hình như là làm máy rồi. Xe này làm máy rồi cô chú bác. Quay pha lốp đen này làm máy rồi. Xe quay pha lốp đen này là đầu lộng OT nha. Lốp đen ở đầu OT á. Còn tối quá trời. Chữ OT nha, cái lồng á. Tối quá, tối quá. Béo đẹp lắm. Đây nè, trái đèn của xanh nè. Áo đẹp đen can luôn, dàn chân đẹp. Con quay pha lốp đen này, cô chú bác để ý con quay pha lốp đen này mà cái chìa khóa 4 ngắn á, chìa khóa 3 chì á. Nè, quay pha lốp đen này em để cho cô chú bác giá 14 triệu nha. Là kén có màu đỏ. Ngày mai em sẽ cho lên hình. Anh em phân biệt đó là cái chìa khóa nó có 3 chè. Đó. Rồi 14 triệu. Máy im. Rồi kế đây con quay pha nữa. Đây con quay pha bị số 70F187252. Rồi bị số đẹp quá. Số tiền. Áo đẹp, nói chung xe em là áo đẹp đen kem. Không có chiếc nào mà áo xấu hết. Áo mới xanh vậy đó. Nhỏ ruột mới dần chân. Giờ chủ yếu máy đi. Rồi con này bằng tắt suốt luôn. Dữ dằn ha. Bật cái bô rồi. Đó. Còn tắt máy. Rồi con quay pha này em để 14 triệu luôn. Giá 14 triệu. Quay pha lốp đen mỹ số 87252. Anh em có nhu cầu thì em sẽ quay sáng nay em quay cận kẽ lại cho. 14 triệu luôn. Rồi kế đây là con quay anh pha. Quay pha lốp đen dọn cua 110. Đây dọn mới nha, mới đen kè đâu em cuộc rồi. Đây ngày mai em sẽ gác cái chân, gác chân dài vô. Còn chuẩn bị mưa lớn rồi nè. Đèn 110 đi thêm qua ga 10 ly tất cả. Đổ thái nè. Ủa, tối quá tối, tối luôn chứ giờ sao quay nữa. Ngày mai á em sẽ đây nè, dừng chân muốn quay pha lốp đen dọn phun mới hang thôi chú bác. Đây. Bạc lan kèn ha. Vỏ ruột mới. Áo mới xanh luôn. Thì mới bấm luôn. Bao tay để. Cái bộ áo này á
nguyên cái vợ này nè, cái đầu đèn này nè, với vợ trước vợ sau với mặt nạ không là 2 triệu, à lại mua 2 triệu, bộ áo đem này kia, nói chung bộ áo này là có 3 triệu mấy mới thành bộ áo 110, bộ áo 3 triệu mấy á mới thành bộ áo 110 á cô chú bác. Thấy dọn cái xe này cực lắm, dọn thái nè, vàng bạc cầm niềm, cầm niềm xăm cu xì luôn hen, xăm cu xì thái luôn hen. Đây rồi, xe này em đẩy cho cô chú bác giá 19 triệu quen pha lên 110 thái. Ngày mai em mua cặp gác chân dài ở sau á, 750 em gác vô. Rồi kế đây là con quay quay 100, xe này là quay 100 thái ha, màu đỏ. Xe này em muốn tên luôn, có người để em cắn cửa cốm như sao. Quay 100 thái này, đây cái yên nè, quay 100 thái này là cái yên này 98 nha. Đúng rồi, tháng 4 năm 98 nha. Cái yên này, xe này xe tháng 4 năm 98, cái này 98 cầm thái, áo len can luôn. Có vô bợ đầu mặt nạ 110. Nói chung hết dần này là 2 triệu à. Bộ thái. Cầm liền trước à. Xăm mũ xì. GRS. Vàng bạc không sơn không vết ha. Cầm này sau cũng xăm cu xì luôn ha. Đùm thái. Ốc tán hơi đen một chút. Xe này đặc biệt cái là đầu, lòng, máy là nguyên zin nha. Cái bô này nghe nó lạ lạ, tại vì cái bô này em mới ghét cái bô mới vô á, cho nên cái bô nó nổ vậy á. Để em bịt cái bô là cái. Đây là máy zin nha. Đầu lòng máy zin. Máy dữ dằn ha, một xăng zin. Nếu có xăng em để cho lâu lên. Xe này em bao cho cô chú bác là đầu lòng máy zin chưa trẻ. Máy zin cực kỳ luôn. Cái này chưa rớt đầu ha. Nè đồng hồ thái nè. Full. Màu này là mắt cái kim kim kim. Cái này em bán giá 20 triệu. 20 triệu. Xe 110 thái lồng sắt. Đầu OT. Câm điền xăm cu xì vàng bạc nguyên rin. Lót không sơn, em chỉ vô con áo thôi, dụng sơn ngoài dặn áo với bấm yên thôi. À, bọc sơn này là bọc sơn không vết nè. Em thái còn đây nè, em rin theo xe từ nào giờ nha. Bắt đầu vậy có thì chống trà gạch. Cái tem sườn ở trong này là tem sườn trong này tối quá, tem sườn trong này là rin theo xe nha, không có dán nha, rin theo xe. Giá 20 triệu. Rồi kế xe này cô chú bác đã biết rồi đó. Xe này quay pha lên và dọn kiểu quân nè. Dọn quân nguyên dần đẻ trước này không là 2 triệu mấy à. 2 triệu mấy gần 3 triệu à. Và đầu lòng phiêu neo này kia nó 18 triệu. Em bán 18 triệu. Xe này em bớt thẳng cho cô chú bác là 1 triệu. Em không lời luôn. Em bán 17 triệu.
Xe này ngay chính chủ luôn ha. Vô đồng hồ cô xô của nè. Máy dính dữ dằn nha. 17 triệu. Anh em cô chú bác mua chú quen pha về dọn đi, vậy là nó lên sẽ 25 triệu. Vô cây bu rin nè. Cây bu rin nè em. Gắt chim dài nè. Hồ quay A nè. Đầu lồng cứ chà neo nè. Đó. Bình xăng nè. Nguyên bộ đĩa này nè. Áo nữa. Anh em thấy nếu mà mua chú phiêu mua chú quay về dọn như vậy đó là khoảng hai lên thành tiền là 25 triệu. Xe thì gọi anh em cô chú bác thấy không biết xe nào thì cứ alo em. Mùa dịch này chúc cô chú bác có sức khỏe dồi dào ha. Anh cô chú bác anh em cứ đăng ký kênh bấm chuông á. Khi nào em đăng cái clip mới lên là nó sẽ nổi điện thoại của chú bác hả. Hẹn gặp lại chú bác ở video kế tiếp.